thời gian tôi ít để ý tới ai lắm, nhiều người chửi bà cũng không biết. Bộ 2 tháng rồi. Dòng này thì mình mọi người nhìn nó nhỏ gì thôi chứ xài nó dạ, là... cho bé vậy thì cũng là xài được nha chị. Xài cỡ 12 tuổi chứ là xài rất là ok luôn nha cả nhà. Với lại cái dòng này mình lại có bụng mình xài khi mình hết thì mình để lại chứ không. Không phải là rất là hay luôn nha cô chú chị nha. Ví dụ như mình đang rồi đó, tình huống mày nhậu á. Muốn nhậu có mày không? Bia dưới xe á. Để làm em nói nữa. Đang like nữa. Nói chung là nói với mọi người thì mớm sao thì tùy mọi người cảm nhận đúng không? Tại vì có khi một số anh chị chưa gặp được mớm thì mọi người cảm nhận mớm như thế nào thì tùy mình cảm nhận thôi. Còn Sang đã tiếp xúc mớm hình như là cũng một năm hơn rồi. Mình đàn ông mà ra đời cũng 13 tuổi rồi, anh em xã hội cũng đầy hết Việt Nam và anh em bên tất cả các cái cũng đầy hết. Mình biết người nào như thế nào chứ. Nói về mặt mà cà khịa nhau thì cũng làm biến mà. Còn nói thì giúp cho em nó ráng kinh doanh được thì nó kinh doanh. Cái gì phụ được phụ cho nó làm để nó nuôi con thôi. Còn những việc khác thì đôi khi cũng là biến quan tâm. Đôi khi mà mình thấy có những chuyện mà nó không đáng, đúng là mình cũng phải lên tiếng. Nhưng mình nó vô tư đến mức độ rồi nói, anh đừng có để ý gì hết trơn á, người ta chửi mình đã người ta ta chán à, mà anh trả lời trả vốn mà anh nóng lên là nó sẽ qua lại hoài. Người ta chửi mình cái mình cứ im đi, từ từ cái người ta thấy mình không trả lời trả vốn thì người ta chán, người ta đi, người ta bỏ à. Nó còn khuyên mình rồi khi mình hỏi có nhiều người đôi khi họ sao á, em cũng đến mà biến bây giờ tập trung kiếm gì làm, kiếm tiền lo cho mấy đứa nhỏ hay làm kệ, em cũng mệt mỏi quá, anh đừng để ý tới, nó còn lo cho mình nữa. Anh Tư đừng để ý tới, anh đừng có nói gì chân ai làm gì kệ, anh đừng quan tâm. Chừng nào nhậu nói em lên cho cái cất đồ lúc nào đi đang lai lai còn xuống dưới á, còn cái nhà không? Chứ bây giờ mình kiếm thôi, thôi giờ. Nhưng còn mấy con này hồi trước, ra trước khi mệt, ngủ. Xuống dưới kiếm thôi. Chứ giờ từ ngày coi thầy Thích Minh Tại, xem thầy quý vị nha. Hồi xưa mình cũng sân si nhiều, bây giờ bỏ bớt cũng được 60, còn 40. Coi thầy của mình bỏ được 20, nó còn có 20. Đôi khi gì chúng lẽ về ai chửi mình ai nói mình im luôn, không thèm ý mà. Tiện tay. Đôi khi tại vì sức khỏe không có, nếu sức khỏe mà có. Tại vì Sang sợ Sang đi một ngày với thầy là Sang mệt, hay là Sang không có sức khỏe, nói gì không có đi bộ, không tập thể dục, cứ ngồi thôi. Nếu mà có điều ước ha, tại vì cái thời điểm này á, chúng ta may mắn được sinh được cùng thời với thầy, cũng giống như cái thời Phật Thích Ca, có một số người xưa đó sinh ra cùng thời Phật Thích Ca rồi ta may mắn. Còn cái thời này chúng ta cũng may mắn sinh ra cùng thời với thầy. Ngày mai nói gì nữa, nói với tôi là từ đó tôi chưa bao giờ để ý tới cái chuyện này như bên đây chỉ có thầy. Ơi, giờ mới về hả? Đang like hả? Nhậu không? Nhậu mớm đang like. Nè, bình tĩnh nè, bình tĩnh mới về. Đang like nha. Đó, cô gái dễ thương. Đó, nhờ cô gái kết duyên cho anh em đó. Chào con gái, đâu hôm nay con gái sắp cao bằng mẹ nữa kìa. Cũng có lon hay lon hả? Không có mặt đẹp trai nó vậy á. Gái này mới sắp cao bằng mẹ ha. Thì mình cũng gán lắm. Đôi khi mình ước gì trong đầu mình không còn chữ giận, không còn chữ sân si, không còn kẻ thù. Ước luôn á, cùng một từ mình ước luôn, mình làm không được. Bây giờ nếu mà mình ước vậy luôn tiếp. Đôi khi mình ước vậy luôn, ước gì mà sang thực hiện được giống như thầy. Không sân si nè, không tức giận, không buồn, không rầu, không có kẻ thù. Mình ước được như vậy, mình muốn vậy mà mình làm không được. Có nghĩa là mình dở không? Hả? Không có đá hả? Không có đá hả? Tầm này giờ này là người ta chỉ
làm sao? Trời ơi, Hùng giờ đâu Hùng? Đi đâu? Hùng ơi, em đi đâu vậy? Em nhập cửa nào bắn đá, em mua đá gì? Chơi luôn, anh đang live stream nè. Anh đang live stream 234 mấy người nè, đi vòng vòng luôn. Lâu quá mới gặp. Mồ hôi không mà, đang mồ hôi. Đúng mồ hôi không nè. Giờ bữa hổm mới là hả? Rồi bây giờ hai anh em mình chết. Tét tay nè, khua có đồng biết tét. Giờ đi vòng vòng cho lót chơi khuya nha cả nhà. Lỡ rồi. Ừ, tôi dép đi. Anh ước gì mà có dịp anh gặp thầy, anh đi với thầy 5 phút cũng được, là cho cái điều ước mình nó thực hiện được. Đây, đang like nè. Đây chào chàng ca sĩ người mẫu cao 1m8 mấy, đẹp trai nhất xu bích. Cao sĩ Hùng. Những anh em của anh trai mình nha. Tôi lại không, biết tôi lại không. Đấy, chưa có người yêu không? Làm mai em với. Không, làm mai thiệt à. Được luôn hả? Dễ thương lắm nha Hùng. Hay cao gáo đẹp trai mà các hòa đồng với anh em dễ thương lắm. Đủ rồi. Cả bây giờ là một chiếc là ba người là nhiêu tiền? Hôm nay MC duyên dáng dễ thương và rất là hòa đồng, rất yêu thương mấy anh em nghệ sĩ. Cảm ơn 232 anh em đã thức khuya với Sang đây, dễ thương lắm. Ôi quá chứ, người đang xem dân dễ thương lắm nha cả nhà, lúc nào cũng hỗ trợ cho anh em hết mình, rất yêu thương mấy anh em nghệ sĩ, từ nghệ sĩ nhỏ hay nghệ sĩ lớn gì thì dân cũng hỗ trợ hết mình hết. Cảm ơn rất nhiều nha. Đó. Nè bây giờ là bà Vân với Dân thì dẫn mới đổi là không à. Bốn người ngồi sao vậy? Hai người ngồi sao? Bây giờ đúng. Ủa có hai chiếc hả? Hello Quỳnh Lâm Hiền. Hello Mr. C. Khoảng bao nhiêu là đầy bình đó? Dân đi xe nào? Dạ, ok. Chúc vô. Rồi ở nhà đây anh đi mua bia, anh mua đồ về. Ừ, ok. Ngồi kế bên. Giờ đi quậy đêm. Đi quậy đêm Châu Đốc nha cả nhà. Quay lại TikTok chơi luôn anh. Ừ, luôn. Chơi không lợi gì. Đi ngồi gọn gọn nha mi ơi. Quá. Mớm nó lại nó kiếm tiền đây anh đi. Ôi, bỏ mớm tới nhôm mấy người ta đập không có nổi. Nó làm xe điện. Anh làm thêm. Trời ơi, trời có nào nó gãy bánh xe không? Ba người. Không xe này mày chở ba người luôn nha cả nhà. À, nó có cái chớn sẵn hả anh? Thì nó mệt nói nha anh. Mệt nói cái em lên em đạp. Thấy tội nghiệp mấy anh đó. Cũng đợi chiều giờ cũng mấy lần rồi. Kêu đi mà lại sang đi mình muộn, nó hay coi gặp thêm Hùng với mấy anh em rồi thôi, lỡ điên vòng, điên cuốn vòng mà. Đó đang cái like đó là lái gì? Sang lại bên chăn bên bay. À. Này mình lái thì có tiền không anh? Không, sang lại bên bay không mà. Sang lại bên bay là lâu lâu sang không lại đi chơi, sang lại bên bay là để bán hàng. À. Bán xoàn Mỹ nhân đạo mà sang lại nè. Mát ha. Bà xã Sang, bà xã làm hồng môi bao nhiêu vậy Sang? Xe làm hồng môi hả? Nam nữ gì cũng được, nhưng muốn làm hồng môi như Sang là khử thâm á thì 3 triệu, đang giảm 1,5 triệu. Còn nữ mà muốn xăm phun môi á, khử xong rồi xăm, ai mà môi hư lại khử, khử xong rồi xăm luôn cũng 3 triệu, giảm 1,5 triệu nha. Hello ca sĩ, cao sĩ Hùng kìa. Trời ơi, chú sạp vậy hiểu không? Em chào anh Master lớp hả? Master lớp. Dạ, em chào anh. Bên kia được 4 người. Em chào những anh chị, bạn bè của anh Sang nha. Mấy anh em mình là đang đi. Trời ơi, bên đây 4 người luôn cả nhà. Trời ơi. 4 người, người nào mà nấy hơn mấy 7, mấy 8, người nào nấy 7, 80 kg không hả? Duy mà hồi còn thanh niên đó là 1m8 mấy đó. Duy mà còn thanh niên là 1m8 mấy đó. Sau khi chuyển giới rồi bây giờ nhảy xuống còn 1m72 thôi à. 1m70 thôi. Họ chở về công an phạt không? Không, này chở nhiều người không được chứ. Vậy hả? Không biết ập cái chuyện nổi 10 người luôn. Úc Tinh về khách sạn rồi. Ngày mai 6 giờ hát nha cả nhà. Có ông Bảo được không? 6 giờ chiều hát. Chứ lẽ sao sáng. 6 giờ chiều. 6 giờ chiều hát nha cả nhà. Đây không biết nữa thì hát bô rô mà bữa nay
Đến đây chắc hát để kiếm bài nào tập tối nay tập hát bài ca cổ về mẹ. Mọi người cả nhà mình ai ở Châu Đốc thì ngày mai đến xem chương trình ca nhạc cúng bà. Liên Trần mai bây giờ mai 6 giờ là hát rồi. Ca sĩ Hùng. Đây có người chào Hùng đây. Dạ em chào chị Liên Trần. Liên Trần đúng không? Đúng rồi. Dạ em chào chị Liên Trần. Đó đang đi đường đầu vô núi nè mọi người. Rồi mình quẹo cổng sao đi. Có ai Châu Đốc chào nhau không cái nha. Ủa nếu mà sau ra đi bộ cũng gần mà đúng không? Xa lắm á. Cây mấy hai cây á. Vậy thì mới vui. Lâu cũng gần mà đúng không? Châu Đốc An Giang đúng rồi, Châu Đốc An Giang nè. Nè đang đi vô cái này đường này chỗ này nó chỗ này là bán. Anh Sang Sang đạp đi rồi ok, tí nữa Sang đạp thử rồi nổi không? Bán mắm á. Sang đạp chắc chừng ba cái là thấy buồn ra tới đi luôn á. Sau lưng nè, sau lưng chùa Bà nè. Đường này là đi vô ngõ mày. Đúng rồi. Không, cái đường chùa Bà là cái xích kia nó kìa. Ủa mình hát đi đường nào? Ngay đối diện chỗ cái sàn mình luôn hả? Đúng rồi, đúng rồi. Là cái sân khấu nằm đâu? Nó nằm ngay chỗ điện Bà luôn. Điện Bà luôn. Trong Bà luôn hả? Trong Bà luôn hả? Điện thẳng ra luôn rồi. Mai là người hát bài hay hai bài? Lượng bài hả? Lượng bài hả? Chào Hậu Nguyễn nha. Vậy là coi nghiên cứu hay cả cổ đường ta. Cổ hả? Chúa thuộc bài. Thì tối nay gán học coi. Chắc chắn là để có chuyện gì là chắc chắn cái bài nào chắc chắn rồi, đã tới bài chúa sư cảm ơn rồi thoát môi đẹp trai tính tiền đi lấy số của anh như tiền gì anh lấy số của anh đây rồi hồi về trả luôn như tiền á không à cắt đây lấy số điện thoại rồi chút nữa giờ rồi à chút về được không lấy số anh đây. Bây giờ chị lấy số đi bảo. Lấy số anh đây. Số anh hả? Lấy số anh. Ủa. Chút nữa giờ em đi vòng mà em mua đá về em tí nhậu. Ủa, mua về nhậu hả? Dạ. Ờ. Vậy đi. Để anh để cho ổng mua đá cho ổng về trước đi. Cho mấy em đi đi. Ai vậy? Quang. Nãy anh tí đưa em mua đá, đại phao. Chào anh, chào đá rồi. Cái gọi là chở mua nhựa đó. 2028 rồi giờ luôn hả? Nãy chủ yếu đi mua đá về nhậu dừng tới. Đá là đưa tiền anh rồi đó. Về mua đá. Mua đá rồi tí nữa. Mua đá về nhậu. Cả cho anh rồi đó. Mấy anh em giờ vô đốt xong hết rồi, xong mình chỉ cho anh có mua. Xong hết rồi hả? Có hành chở đây. Rồi chở anh đi mua đá xong chở anh lại. Số anh xấu lắm nha. Chủ yếu là đi mua đá. Đi bỏ rồi. Mua đá hả? Mà mua đá màu gì?